Nhìn gì cả, nhìn gì một cái. Rồi, nhìn qua, nhìn lên, nhìn xuống. Anh Vũ đúng không? Có đúng anh Vũ không? Tới, tôi nè. Thằng Phúc nè. Thằng Phúc đầu đội trời, chân đập đất nè. Nhớ chưa? Đầu đội trời, chân đập đất. Ấy có mấy chục năm không gặp. À, không rồi. Ông Vũ nói tiếp. Mấy chục năm không gặp. Sao bây giờ mày hết xích nhận không ra? Sao bây giờ mày phát sướng vậy? Suýt nữa tao không nhận ra mày đâu. Sao? Mày thấy sao lại vậy? Mày bơ sữa nhiều quá nó mọc ra. Sao? Tao lấy sao bài tao. Tao tới mấy lần sao tao không nhận mày? Tao tới mấy lần sao không gặp mày vậy? Ông Phúc, mày bỏ rồi sao? Mày giờ thấy sao? Giao hàng con ta. À, nhìn tướng ổng nào nha. Bộ khá hơn xưa nha. Ông Vũ. Nhớ cái tay chỉ vô trán thôi nha. Có cái đầu thì đâu có bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Sắp tới sao còn hơn bây giờ. Sắp tới. Thì còn nhớ cái thông tin ra vợ của tao ngày xưa còn nói rồi. Mày còn nhớ cái gia đình ba vợ của đây. Ông chưa để là chanh này hả? Tao xuống dưới à? Chỗ dài ổng nha. Đúng rồi. 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 Lắc qua nè. Thấy ngã là thấy, thử qua dạy cho